Chào các bạn. Như vậy là hôm nay mình sẽ bốc thăm trúng thưởng dành cho những người đăng ký event nhận ngay áo t-shirt GLV Free bởi The Original Show sản xuất. Đây là số thăm của chúng ta, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bây giờ là đã có 9 người đăng ký và mình quyết định sẽ bốc thăm ngay từ bây giờ. Để cho công bằng mình sẽ quay như này. Số 1, số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và cuối cùng là 9. Đây là chỗ thăm của chúng ta. Biết được cái nào là cái nào đây. Rơi xứ bất cái. Rồi, bây giờ mình sẽ bốc bất kỳ một cái ở trong chỗ này. Ai sẽ là người trúng thưởng ở đây? Số bao nhiêu đây? Ôi, không có tay rồi, để đây. Ôi, số 7 rồi. Số 7. Ai là người có số báo danh về số 7 ấy nhỉ? Mình sẽ công bố sau nhá. Xin chào.